Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình Thời sự hôm nay thứ Bảy, ngày 6 tháng 4. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Chiều ngày 5 tháng 4, huyện ủy Quảng Hòa tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 18 mở rộng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hà Ngọc Giáp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy. Trong quý 1, huyện ủy Quảng Hòa đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng Đảng. Triển khai gieo trồng vụ Đông Xuân đảm bảo kịp thời vụ, trong đó cây ngô đạt 74,1% kế hoạch, cây thuốc lá đạt 171% kế hoạch, rong giềng đạt 144,3% kế hoạch, sản lượng mía nguyên liệu hơn 171.000 tấn. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt gần 141 tỷ đồng. Công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Tính đến ngày 18 tháng 3 đã kiểm đếm đạt 80% kế hoạch. Thu ngân sách trên 11,65 tỷ đồng, đạt 22% kế hoạch, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2023. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Kết nạp 3 đảng viên mới, công nhận đảng viên chính thức 65 đồng chí. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Ngọc Giáp đánh giá cao những kết quả mà huyện đạt được trong quý 1. Đề nghị trong thời gian tới, huyện Quảng Hòa tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, nhất là đối với các dự án trọng điểm đang triển khai tại địa phương. Tập trung giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các công trình dự án, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng, quan tâm chú trọng làm tốt việc bố trí tái định cư cho các hộ thuộc diện di rời nhà ở của các dự án đường cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh, dự án đường tránh thị trấn Quảng Uyên. Các cơ quan đơn vị cần tăng cường phối hợp trao đổi để thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo sưu tầm tư liệu, biên soạn, xuất bản cuốn lịch sử Đảng bộ các xã, thị trấn. Tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ huyện tiến hành bầu bổ sung một ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy đối với đồng chí chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện. Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phê chuẩn, điều động, luân chuyển cán bộ đối với 5 đồng chí và công bố quyết định của các cơ quan, đoàn thể tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện về phê chuẩn, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ đối với 11 đồng chí. Ngày 6 tháng 4, huyện Hạ Lang tổ chức hội thảo bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa chùa Sục Phúc, thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban dân tộc, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ cùng một số ban ngành liên quan. Các đồng chí nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ. Chùa Sùng Phúc tại thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia ngày 29 tháng 1 năm 1993. Lúc đầu, chùa được dựng trên núi Pò Kiền, phía sau làng Nà Ến, cách chùa hiện nay 800 mét về phía tây nam, xung quanh có rừng cây cổ thụ, bốn mùa xanh tươi, gió thoáng mát. Sau này, để tiện đi lại, cúng lễ, nhân dân đã chuyển chùa xuống cánh đồng làng Huyền Du và đổi tên là chùa Sùng Phúc. Chùa chủ yếu thờ Phật và thờ những người có công trấn giữ vùng biên ải. Gian tiền đường, thờ thần nàng Vi Đồ chính là bà Nguyễn Thị Duệ, quê làng Kiệt Đặc, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, là nữ tiến sĩ duy nhất trong lịch sử khoa cử phong kiến Việt Nam. Hàng năm, huyện tổ chức lễ hội chùa Sùng Phúc nhằm tưởng nhớ công lao của những bậc hiền tài có công xây dựng và bảo vệ địa phương, đất nước. Với ý nghĩa sùng bái phúc đức, cầu nguyện những điều may mắn trong năm mới, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham gia chảy hội. Hội thảo nhận được 21 báo cáo tham luận, gồm các nội dung về việc tôn thờ và bảo tồn khu vực di tích lịch sử văn hóa chùa Sùng Phúc, chùa Sùng Phúc thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang trong tâm thức của người địa phương. Văn hóa là linh hồn của lễ hội dân gian truyền thống. Những dấu mốc quan trọng về lịch sử chùa Sùng Phúc,
Vấn đề bảo tồn di sản văn hóa trên địa bàn huyện Hạ Lang nói chung, chùa Sùng Phúc nói riêng gắn với phát triển du lịch bền vững. Qua hội thảo, nhằm tập hợp hệ thống tư liệu, nghiên cứu, đánh giá thực trạng, các giá trị tiêu biểu và đề xuất các giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa chùa Sùng Phúc, phục vụ cho nhiệm vụ phát triển du lịch của huyện. Đồng thời, nêu lên các quan điểm và giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa của chùa Sùng Phúc. Ngày 5 tháng 4, tại khu du lịch sinh thái Colia, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, Sở Tài chính tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Nguyên Bình tổ chức hội nghị triển khai công tác quyết toán vốn đầu tư công, dự án hoàn thành, quản lý vốn đầu tư công, chi phí quản lý dự án năm 2024. Tham dự có lãnh đạo Sở Tài chính, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố. Đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 1.117 dự án hoàn thành, cần thực hiện thủ tục quyết toán dự toán hoàn thành với tổng mức đầu tư là trên 10.000 tỷ đồng. Trong đó, dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán là 373 dự án, chiếm 33,4%, với tổng mức đầu tư trên 2.600 tỷ đồng, và giá trị quyết toán được phê duyệt là 2.089,1 tỷ đồng. Số dự án hoàn thành chưa được phê duyệt quyết toán là 744 dự án, chiếm 66,6%. Các dự án hoàn thành chưa được phê duyệt quyết toán chiếm tỷ lệ khá cao ở cấp huyện, cấp xã quản lý và có chiều hướng tăng mạnh so với năm 2022. Số các dự án thuộc cấp tỉnh quản lý chưa được phê duyệt quyết toán thấp nhưng có giá trị tổng mức đầu tư và giá trị thực hiện lớn nhất. Nguyên nhân chủ yếu là do thủ trưởng một số đơn vị chưa quan tâm chỉ đạo sát sao công tác quyết toán dự án hoàn thành. Một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án còn thiếu kinh nghiệm, năng lực hạn chế. Số lượng người làm công tác thẩm tra quyết toán của cơ quan chủ trì thẩm tra còn hạn chế. Thời gian thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành ngắn, nhiều hồ sơ gửi đến cơ quan thẩm tra cùng một thời điểm dẫn tới quá tải. Công tác kiểm tra, nắm bắt, hướng dẫn nghiệp vụ, quyết toán dự án hoàn thành đối với cấp huyện, xã còn hạn chế và chưa thường xuyên. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Sở Tài chính đề nghị các địa phương quan tâm chỉ đạo, làm tốt công tác tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, đưa công tác quyết toán là trọng tâm của huyện, thành phố. Đối với Phòng Tài chính các huyện, thành phố, cần đẩy nhanh tiến độ công tác dự toán hoàn thành, đảm bảo đúng thời gian quy định, tham mưu kịp thời cho các cấp có thẩm quyền cùng tháo gỡ những khó khăn liên quan đến kiểm tra xây dựng quyết toán, kịp thời tham mưu, động viên khen thưởng đối với các tập thể cá nhân có thành tích trong công tác kiểm tra. Chủ đầu tư dự án cần thực hiện việc lập báo cáo quyết toán dự án theo đúng quy định. Đoàn công tác của huyện Thạch An vừa đến kiểm tra, nắm tình hình thực địa, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ triển khai các mũi thi công trên công trường, dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng Lạng Sơn, Trà Lĩnh Cao Bằng, đoạn qua địa bàn huyện. Đoàn đã đến gặp gỡ một số gia đình trong vùng dự án đang gặp khó khăn vướng mắc để định hướng, thống nhất phương án tái định cư hợp lý, đảm bảo điều kiện nơi ở mới, ổn định, an toàn, tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ. Đồng thời, kiểm tra 3 mũi thi công trên địa bàn xóm Nà Tục, xóm Tục Ngã, xã Đức Xuân và xóm Bản Căm, xã Lê Lai. Hiện nay, các đơn vị nhà thầu thi công bố trí khoảng 100 công nhân và 70 đầu trang thiết bị, máy móc, xe lu, xe cẩu, máy khoan đá và các loại xe chuyên dụng khác để tiến hành bóc hữu cơ, san gạt mặt bằng, tạo nền đường, thi công đường công vụ để vận chuyển, tập kết vật liệu xây dựng thông thường, phục vụ dự án. Qua kiểm tra, đoàn công tác đề nghị cấp ủy chính quyền các xóm xã vùng dự án đi qua tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, ủng hộ, đồng thuận và sớm bàn giao phần mặt bằng còn lại cho nhà đầu tư. Bên cạnh đó, thường xuyên gần dân, sát dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, phản ánh kịp thời để huyện có những phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, chung sức, đồng lòng, thực hiện thành công và hiệu quả chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng Lạng Sơn, Trà Lĩnh Cao Bằng trên địa bàn huyện. Đối với các nhà thầu, đơn vị thi công, đoàn công tác đề nghị các đơn vị huy động tối đa nhân lực, vật lực, đẩy nhanh tiến độ triển khai trên tinh thần có mặt bằng đến đâu, tiến hành thi công ngay đến đó. Trong quá trình thi công, hỗ trợ bà con thu dọn tài sản, hoa màu trên đất,
san gạt nền nhà mới đối với những hộ gia đình tái định cư tại chỗ, tạo khí thế thi công sôi nổi trên công trường và sự phấn khởi cho bà con, nhân dân vùng dự án. Thực hiện chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng Lạng Sơn, Trà Lĩnh Cao Bằng. Đến nay, huyện Thạch An đã bàn giao mặt bằng đạt 17,48 km, tương ứng trên 75 hectare đất, tỷ lệ bàn giao đạt 80,8%. Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng Lạng Sơn Trà Lĩnh Cao Bằng đoạn qua địa bàn huyện Thạch An, giai đoạn 1 của dự án đi qua 16 xóm của 5 xã thị trấn gồm Đức Xuân, Lê Lai, Thụy Hùng, Vân Trình, thị trấn Đông Khê với chiều dài tuyến khoảng 21,63 km. Số hộ nằm trong diện giải phóng mặt bằng khoảng 670 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức với khoảng 135,12 ha. Đến thời điểm hiện tại, huyện đã cơ bản kiểm đếm xong đất đai, vật kiến trúc và tài sản hoa màu. Tổng số diện tích đã được kiểm đếm và lập phương án là 102,44 ha, đạt tỷ lệ 75,8% diện tích đất thu hồi của dự án, chưa tính đất công cộng. Thực hiện di dời được 230 trên 271 mộ và 1 trên 4 miếu thổ công. Số còn lại sẽ di dời ra khỏi ranh giới giải phóng mặt bằng trước ngày 3 tháng 3 âm lịch. Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng đã lên phương án dự toán 659 hộ gia đình bị ảnh hưởng, tiến hành tạm ứng tiền di dời 256 trên 271 mộ của các hộ gia đình, bàn giao cho chủ đầu tư, đơn vị thi công 17,48 km trên 21,63 km. Trong đó, xã Lê Lai đã bàn giao 5 trên 5 xóm với chiều dài tuyến 5,825 km. Xã Đức Xuân đã bàn giao tại 4 trên 4 xóm với chiều dài tuyến 5,939 km. Xã Thụy Hùng đã bàn giao 1 trên 1 xóm với chiều dài tuyến 3,353 km. Thị trấn Đông Khê đã bàn giao được 0,761 km với diện tích khoảng 2,46 ha. Từ nay đến khi kết thúc chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, huyện tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, kịp thời linh hoạt giải quyết các ý kiến kiến nghị của nhân dân, phấn đấu bàn giao toàn bộ mặt bằng theo kế hoạch chiến dịch đã đề ra. Sở Giáo dục và Đào tạo vừa bế mạc hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp tỉnh năm học 2023-2024. Đây là năm đầu tiên tổ chức hội thi theo quy định tại thông tư số 22 của Bộ Giáo dục và Đào tạo với những nội dung mới so với quy định trước đây, gắn với việc đổi mới phương pháp dạy và học. Tham gia hội thi có 305 giáo viên tiêu biểu được lựa chọn từ các huyện thành phố. Các giáo viên thực hiện các phần thi bao gồm trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy và phần thi thực hành một tiết dạy. Theo đánh giá của ban tổ chức, đa số các biện pháp của giáo viên dự thi đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, có sự chuẩn bị kỹ càng, chu đáo. Các hoạt động dạy học vận dụng hiệu quả phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực, cập nhật những thông tin mới, thời sự, gắn với tình hình kinh tế xã hội, giáo dục của địa phương, phát huy được tính tìm tòi, khám phá của học sinh. Kết thúc hội thi, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao giấy chứng nhận cho 260 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Công đoàn ngành giáo dục và đào tạo khen thưởng cho 26 giáo viên có điểm phần trình bày biện pháp cao nhất. Hội khuyến học tỉnh khen thưởng cho 8 giáo viên có điểm thi thực hành tiết dạy cao nhất, 2 giáo viên có điểm trình bày biện pháp và điểm thi tiết dạy cao nhất. Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh được tổ chức định kỳ 4 năm một lần nhằm phát hiện, tôn vinh giáo viên dạy giỏi và nhân rộng những điển hình tiên tiến, tạo điều kiện để giáo viên phấn đấu thể hiện năng lực chuyên môn. Đây là hoạt động quan trọng để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu dạy và học trong tình hình mới. Thường trực Huyện ủy Trùng Khánh vừa tổ chức hội nghị giao ban quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2 năm 2024 với Đảng ủy các xã, thị trấn. Trong quý 1, Đảng ủy các xã, thị trấn luôn bám sát chương trình công tác, tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Thu ngân sách 3 tháng đầu năm đạt trên 1,67 tỷ đồng, đạt 38,9% chỉ tiêu giao. Tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, thuốc lá trồng được hơn 1.600 ha, đạt 170,07% kế hoạch.
rong giềng đạt 174,57% kế hoạch, chăn nuôi duy trì ổn định. Hoạt động văn hóa xã hội, các chế độ, chính sách thực hiện đầy đủ, kịp thời, quốc phòng an ninh được củng cố và tăng cường. Quý 2, Thường trực Huyện ủy đề nghị Đảng ủy các xã thị trấn bám sát chương trình công tác, tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, xã về mục tiêu, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Chỉ đạo hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở, chuẩn bị công tác nhân sự, tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21, nhiệm kỳ 2025-2030. Chiều ngày 5 tháng 4, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 6 tháng năm 2024. Trong kỳ báo cáo từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024, có 914 bản án quyết định đã nhận, tổng số việc giải quyết là 2.214 việc, tổng số việc phải thi hành án là 2.201 việc. Số việc thi hành xong 1.288 việc, đạt tỷ lệ 68,44%. Số việc chuyển kỳ sau 913 việc, tăng 5,79% so với cùng kỳ. Số tiền đã thi hành xong là 66,6 tỷ đồng, đạt 50,9%, vượt 4,05 so với chỉ tiêu tổng cục giao. Số tiền chuyển kỳ sau là 107,7 tỷ đồng. Về thi hành các khoản thu cho ngân sách nhà nước, đã thi hành xong 848 việc, thu số tiền trên 23,9 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 78,59% về việc và 68,78% về tiền. Các cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 30 vụ việc, theo dõi xong 2 trên 5 việc thi hành án hành chính. Công tác kiểm tra, tự kiểm tra tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Thời gian tới, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục bám sát chương trình công tác trọng tâm của ngành, đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính, tập trung giải quyết lượng án tồn đọng, nhất là những vụ việc phức tạp hoặc có giá trị tài sản phải thi hành lớn, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự được giao. Tiếp tục thực hiện công tác củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, thực hiện tốt công tác cán bộ và chế độ chính sách, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động hướng tới kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống thi hành án dân sự 19 tháng 7 năm 1946, 19 tháng 7 năm 2024. Nhân dịp này, Cục Thi hành án dân sự đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm đối với 5 thẩm tra viên, khen thưởng 3 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Chiều ngày 6 tháng 4, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh Cao Bằng tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh quý 2 năm 2024. 3 tháng đầu năm, tổng nguồn vốn huy động của Agribank chi nhánh Cao Bằng đạt 10.229 tỷ đồng. Doanh số cho vay đạt 1.982 tỷ đồng. Doanh số thu nợ đạt 2.374 tỷ đồng. Tổng dư nợ 4.955 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay phục vụ nông nghiệp, nông thôn đạt 3.080 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 62,2% trên tổng dư nợ. Toàn chi nhánh có 26 máy ATM. Doanh số thanh toán qua ATM đạt 34,9 tỷ đồng. Tổng thu dịch vụ đạt 12,9 tỷ đồng, tăng 1,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ tăng 11%. Thời gian tới, chi nhánh Agribank Cao Bằng phấn đấu đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, huy động vốn đạt 10.300 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt 5.130 tỷ đồng, thu dịch vụ lũy kế tối thiểu 26 tỷ đồng trở lên. Đồng thời, tiếp tục triển khai các biện pháp tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, đẩy mạnh triển khai các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử, lĩnh vực công, hành chính công, cũng như hoạt động ngân hàng số một cách đồng bộ và hiệu quả, gắn tăng trưởng huy động vốn, tín dụng với phát triển sản phẩm dịch vụ, bám sát tình hình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương để tăng trưởng dư nợ phù hợp với từng địa bàn, đối tượng đầu tư. Ngày 6 tháng 4, Ban Liên lạc Cựu Chiến binh Trung đoàn 567 Cao Bằng phối hợp với Câu lạc bộ Trung một Tấm lòng huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang tổ chức chương trình Sẻ chia yêu thương tại xã Hạnh Phúc, huyện Quảng Hòa. Đoàn đã tặng quà gồm bánh kẹo, đồ dùng học tập, bóng chuyền, vợt cầu lông, lưới tập, 13 suất quà cho 13 em học sinh khuyết tật, 2 trường tiểu học, trung học cơ sở Hạnh Phúc.
15 suất quà cho 15 em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, trường trung học cơ sở Hạnh Phúc. Tặng một máy lọc nước, bóng chuyển hơi, sữa, dép, tất và 20 bộ quần áo ấm cho các em học sinh trường mầm non Hạnh Phúc. Tổng giá trị các phần quà gần 50 triệu đồng. Kinh phí do Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 567 Cao Bằng và Câu lạc bộ Trung một Tấm lòng huyện Hiệp Hòa đóng góp và vận động từ các nhà hảo tâm. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện sự quan tâm, chia sẻ yêu thương đến với trẻ em vùng cao, vùng dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Động viên các em nỗ lực vươn lên trong học tập, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, có ích cho xã hội. Trước đó, đoàn đã đến dâng hương tại Đài Hương Liệt Sĩ, bản Lạc Diển, xã Hạnh Phúc và nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại hang Keng Riềng, thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa. Trong hai ngày mùng 1 và ngày mùng 5 tháng 4, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh đã tổ chức đi thăm và tặng trâu bò sinh sản cho 3 hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Hòa An và thành phố Cao Bằng. 3 hội viên được nhận tiền vay không tính lãi để mua trâu bò sinh sản với mỗi suất 15 triệu đồng là gia đình các ông Phùng Bá Lâm, xóm 6 Bế Triều, thị trấn Nước Hai, gia đình ông Triệu Xuân Thủy, xóm Mỏ Sắt, xã Dân Chủ, huyện Hòa An và gia đình ông Triệu Xuân Thủy, xóm 6, xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng. Cả 3 đối tượng trên đều là những cựu chiến binh từ chiến trường miền Nam trở về sau năm 1975 và hiện còn mang trên mình nhiều thương tích và bệnh tật. Các gia đình đã có kinh nghiệm trong chăn nuôi và đã chọn mua được những con trâu bò có khả năng sinh sản tốt. Đại diện tỉnh hội đã trao tiền hỗ trợ cho các gia đình, mong muốn các gia đình chăm sóc tốt cho vật nuôi để phát triển đàn trong thời gian tới. Đây là nguồn tiền do ông Nguyễn Văn Thắng, anh hùng lao động, Chủ tịch Hội đồng Tập đoàn An Khánh, Thái Nguyên, hỗ trợ cho các đối tượng người khuyết tật, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sau 5 năm, sẽ được thu hồi để chuyển giao cho các đối tượng khác vay chăn nuôi trâu bò sinh sản, giúp các gia đình vươn lên phát triển kinh tế. Ngày 6 tháng 4, Hội Đông y Hà Nội, Hội Đông y tỉnh Cao Bằng và Công ty Cổ phần FPT phối hợp tổ chức chương trình Chắp cánh ước mơ Người FPT vì cộng đồng tại trường Phổ thông Dân tộc Bán trú, Tiểu học, Trung học Cơ sở Quang Vinh, Lưu Ngọc, huyện Trùng Khánh. Tại chương trình, đoàn đã tổ chức khám bệnh học đường cho các em học sinh, đo chiều cao, cân nặng, khám hô hấp, mắt, răng, tai mũi họng cho 110 em học sinh cấp tiểu học, 120 học sinh cấp 2. Qua đó sớm phát hiện và kiểm soát một số bệnh nguy cơ học đường, đảm bảo sức khỏe để các em yên tâm học tập. Dịp này, Công ty Cổ phần FPT đã tài trợ 30 bộ máy tính, một tủ sách thư viện, một máy chiếu, hai máy in, bánh kẹo và sách vở, thiết bị đồ dùng học tập, tổng trị giá 300 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị các phương án nhân lực, thuốc men, trang thiết bị, vật tư y tế, nguồn máu và triển khai thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho người dân. Theo đó, tháng 3 năm 2024, các cơ sở y tế đã khám bệnh cho 43.261 lượt, giảm 25% so với tháng 2 năm 2024. Trong đó, số người bệnh điều trị nội trú là 6.557, giảm 22% so với tháng 2 năm 2024. Số người bệnh điều trị ngoại trú là 4.910, giảm 54% so với tháng 2 năm 2024. Tính chung quý 1 năm 2024, các cơ sở đã khám bệnh được 149.921 lượt, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, điều trị nội trú là 22.238 lượt, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước. Điều trị ngoại trú là 16.717 lượt, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Ngay từ đầu năm, ngành y tế đã chỉ đạo các đơn vị triển khai tốt các hoạt động chuyên môn, đảm bảo công tác cấp cứu, điều trị người bệnh. Thực hiện phân luồng khám bệnh, đảm bảo tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời. Chỉ đạo công tác mua vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm, khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện tốt nhất công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, để phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật về pháo trong dịp lễ Thanh Minh năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn chỉ đạo về việc tăng cường công tác phòng chống tội phạm, các hành vi vi phạm về pháo dịp lễ Thanh Minh năm 2024. Trong đó nêu rõ trong thời gian qua,
Công tác quản lý sử dụng pháo đã được các cấp các ngành quan tâm thực hiện có hiệu quả. Các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý vi phạm được tăng cường. Tuy nhiên vẫn còn xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về pháo. Chỉ tính trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ 15 vụ trên 21 đối tượng phạm tội liên quan đến quản lý, sử dụng pháo với tổng số pháo thu giữ là 319,51 kg. Để phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật về pháo trong dịp lễ Thanh Minh sắp tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị định số 137 ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo. Các chỉ thị, kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn. Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường tuyên truyền trong học sinh, sinh viên, tuyệt đối không sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép. Phối hợp chặt chẽ với gia đình trong việc quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên, không để xảy ra các vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến pháo. Các lực lượng công an, quân sự, biên phòng, hải quan, quản lý thị trường tăng cường lực lượng nắm tình hình, phối hợp tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là trên tuyến giao thông, khu vực biên giới, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý nghiêm các hoạt động vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép. Viện Kiểm sát, Tòa án Nhân dân các cấp kịp thời chỉ đạo truy tố, xét xử nghiêm các vụ vi phạm về pháo để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo lực lượng công an chủ động xây dựng phương án, tổ chức tuần tra, kiểm soát, thành lập các tổ chốt cố định và lưu động. Kịp thời tuyên truyền, vận động, phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về pháo, không để tái diễn tình hình phức tạp về an ninh trật tự. Tổ chức các điểm tiếp nhận, thu hồi để tạo điều kiện cho nhân dân giao nộp pháo. Tăng tần suất tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng pháo, không mua bán vận chuyển pháo trái phép. Vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Chi đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh vừa tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2024-2027. Trong nhiệm kỳ qua, Chi đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã hoàn thành và vượt 19 trên 19 chỉ tiêu đề ra, phối hợp tổ chức chương trình quyên góp ủng hộ quần áo và phát cháo miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trao tặng 35m² xốp trải sàn và bánh kẹo cho các em học sinh điểm trường Lũng Peo, Mác Nẻng, xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc. Duy trì công trình thanh niên làm theo lời Bác với nội dung tuổi trẻ ngành kiểm sát Cao Bằng thực hiện công trình văn minh công sở, chăm sóc vệ sinh môi trường cơ quan, xanh, sạch, đẹp. Tham gia đầy đủ các hoạt động ngày Chủ nhật xanh, vận động đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tỉnh nguyện, thu được 8 đơn vị máu. Tham gia đầy đủ các hoạt động thể dục thể thao do ngành và đoàn cấp trên tổ chức. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ 2024-2027 gồm 3 đồng chí, bầu bí thư chi đoàn trực tiếp tại đại hội. Hội cựu chiến binh xã Minh Long, huyện Hạ Lang vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024, phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2024-2029. Hội cựu chiến binh xã Minh Long có 108 hội viên sinh hoạt tại 6 chi hội. Trong 5 năm qua, phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu được cán bộ, hội viên tham gia sôi nổi với mục tiêu tham gia xây dựng bảo vệ đảng, chính quyền, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm có trên 95% hội viên được học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, văn bản, nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng số tiền 1.505 tỷ đồng cho 30 hộ, hội viên vay phát triển sản xuất. Phối hợp tuần tra phát quang đường biên cột mốc được 20 lần với 120 lượt hội viên tham gia, ủng hộ các loại quỹ trên 4 triệu đồng. 6 trên 6 chi hội đạt xuất sắc nhiệm vụ, 85% hội viên đạt gia đình văn hóa. Nhiệm kỳ 2024-2029, Hội cựu chiến binh xã phấn đấu 100% cán bộ hội viên được quán triệt học tập các chỉ thị nghị quyết. 95% hội viên đạt tiêu chuẩn hội viên gương mẫu. Kết nạp mới từ 3 đến 5 hội viên.
phấn đấu xây dựng mới một mô hình kinh tế hộ gia đình tiêu biểu, xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội. Nhân dịp này, Hội Cựu chiến binh huyện đã tặng giấy khen cho tập thể Hội Cựu chiến binh xã và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024. Ngày 6 tháng 4, tức ngày 28 tháng 2 âm lịch, xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh tổ chức lễ hội Đền Hoàng Lục để tưởng nhớ đến công lao to lớn của vị anh hùng dân tộc An Biên, tướng quân Hoàng Lục, đã có công dựng nước và giữ nước. Hoàng Lục là một thủ lĩnh, một vị tướng tài dưới thời vua Lý Nhân Tông thế kỷ 11, có công lao lớn với đất nước trong cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược năm 1076. Theo sử sách, ông sinh năm 1038 tại xóm Lũng Đính thuộc Châu Thượng Lang, nay là xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh. Cùng với Nùng Chí Cao, ông là tướng phong kiến của Cao Bằng, được triều đình nhà Lý sắc phong. Trong cuộc chiến chống quân xâm lược nhà Tống, tướng quân Hoàng Lục cùng các tộc trưởng Tôn Đản, Nùng Chí Cao là những dũng tướng của Lý Thường Kiệt, lập nhiều chiến công. Với uy tín lớn, ông được triều đình nhà Lý giao tiếp quản các châu, huyện gồm Thượng Lang và Hạ Lang, châu Tô Mộng thuộc vùng Thất Khê, Tràng Định, La Dương, Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn ngày nay. Ông được triều đình nhà Lý sắc phong An Biên tướng quân vào năm 1078. Ông mất ngày 22 tháng 4 năm 1088. Sau khi ông mất, để tỏ lòng nhớ ơn và tôn kính, nhân dân đã xây dựng đền thờ ghi nhận công lao to lớn của ông. Ngày 31 tháng 12 năm 2004, đền Hoàng Lục được Ủy ban Nhân dân tỉnh xếp hạng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Lễ hội năm nay tổ chức các trò chơi dân gian như đua bè mảng trên sông, đi cà kheo, bịt mắt bắt vịt, kéo co, bóng chuyển hơi và các màn múa kỳ lân. Nhân dân các xóm bày bán các gian hàng ẩm thực địa phương, giao lưu hát dân ca, trình diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc, mừng đảng, mừng xuân, quê hương đất nước đổi mới. Lễ hội là dịp tri ân các bậc tiền bối có công với dân, với nước, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ, đồng thời thúc đẩy trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị của di tích, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trung tâm Chính trị huyện Bảo Lâm vừa tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đảng viên mới và học viên đối tượng 4 năm 2024. Tham gia lớp bồi dưỡng có 55 học viên tham gia nội dung bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, trong đó 26 học viên tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4. Trong thời gian học, đa số các học viên đã nắm vững những kiến thức, nội dung cốt lõi của bài giảng, những quan điểm, nguyên tắc, khái niệm, định nghĩa Mác Lênin, các quan điểm, định hướng của Đảng trong tình hình mới. Kết thúc khóa học, học viên đã viết bài thu hoạch với kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó có 82% đồng chí đạt loại khá giỏi. Phát biểu tại lễ bế giảng, đại diện Thường trực Huyện ủy đề nghị học viên tiếp tục rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tiên phong gương mẫu trong các hoạt động ở đơn vị công tác, nơi cư trú, nỗ lực cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.